Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai đội tuyển Argentina và đội tuyển Paraguay. Đây là trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 6 giờ sáng ngày 13 tháng 10 theo giờ Việt Nam, và theo đánh giá thì đội tuyển Argentina sẽ là những người được đánh giá cửa trên và sẽ chấp Paraguay với mức kèo là 1,5, mức kèo cũng có thể tăng 1,75 và hạ xuống còn 1,25. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,75, 3 trái và 2,5 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có một nhóm cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Bạn nào quan tâm thì cứ việc xuống dưới phần mô tả, ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên nha. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. 5 lần đối đầu gần nhất của đội tuyển Argentina và đội tuyển Paraguay thì đội tuyển Argentina thắng 1, hòa 3 và thua 1 trước Paraguay. 5 trận thi đấu gần nhất của đội tuyển Argentina thì Argentina đang bất bại với 5 trận thắng liên tiếp. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Paraguay thì Paraguay thắng 1, hòa 1 và thua 3. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào đội tuyển Argentina chấp 1,5 hoặc là 1,25 nha. Vì sao? Mặc dù cái mức kèo chấp nó cũng hơi cao, tuy nhiên thì nếu mà xét về thực lực, đẳng cấp và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với Paraguay thì mình thấy là đội tuyển Argentina đang được đánh giá là nhỉnh hơn Paraguay về mọi mặt. Thứ hai nữa thì trận đấu này Argentina có được điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì giờ xét về phong độ thi đấu thì thậm chí là phong độ của Argentina hiện tại còn đang vượt trội hơn nhiều so với Paraguay nữa. Cái thành tích thi đấu trên sân nhà của Argentina thời gian vừa qua thì cũng đang rất là tốt. Và ở lượt trận này tiếp tục họ có được cái đớp trên sân nhà mà gặp một Paraguay đang mất phong độ thế này thì đây sẽ là cái cơ hội không thể nào tốt hơn để cho đội tuyển Argentina có thêm một chiến thắng nữa. Với mức kèo thế này cộng với việc Argentina có được sự phục vụ của đội hình mạnh nhất thì mình dự đoán là đá sân nhà thì Argentina họ sẽ vượt qua được Paraguay với cách biệt là từ 2 hoặc 3 bàn trở lên. Cho nên bạn nào tư tưởng mình ưu tiên chọn Argentina chấp nha. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,75, 3 trái và 2,5. Thì những lần đối đầu với nhau trước đây của hai đội á thì đa phần mình thấy nó cũng có từ 3 hoặc 4 bàn trở lên. Mặc dù là Paraguay họ đang có phong độ không tốt nhưng mà cái hiệu suất ghi bàn của họ cũng ổn. Mình nghĩ là nhiều khả năng có thể là Paraguay trận đấu này không thắng nhưng mà sẽ có bàn thắng. Dự đoán sẽ là 3-1 hoặc 4-1 nghiêng về cho đội tuyển Argentina. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo tài nha. Nhưng mà trận đấu này theo mình thì các bạn nên chọn Argentina không cũng được rồi. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,5 và tài xỉu là 1,25. Dự đoán hiệp 1 với điểm tựa sân nhà và mọi thứ đều đang vượt trội hơn so với đội khách thì đội tuyển Argentina họ sẽ có 1 hoặc 2 bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Argentina chấp nha. Canh tài còn 1 trái hoặc dưới 1 thì vào. Tóm lại trận đấu này chốt kèo là chọn Argentina và tài. Ở hiệp 1 cũng vậy, chúc anh em may mắn nha. Ưu tiên đánh Argentina cả trận đấu này.